Đó có phải là yêu hay không? Tại sao lòng tim mình mê dại? What? Nhỏ phục mắt và quên gấp chăn sỏ. Đôi tắt cho nó êm quá chân. Xin chào, mình là Trung Lạc của Hàn Quốc Bros. Xin chào các bạn, hôm nay mình đến đời để hộp mua cổ. Xin mời một giáo viên rất đặc biệt và đẹp. Xin chào mọi người, mình là Ý Nhi, hiện đang là giáo viên giảng dạy ở Lit Studio ạ. Con trời cũng có thể hộp mua cổ hả? Không phải là giới tính thứ ba. Tức là mình sẽ tập được mua cổ với tất cả giới tính luôn. Thật ra là ngày xưa ở Hàn Quốc có một quan điểm về mua cổ thì con gái nổi loạn. Nhưng mà dạo này thì ở Hàn Quốc không có, nhưng mà ở Việt Nam thì như thế nào? Thì cái định kiến của người ta vẫn còn đang rất là không được thích mấy khi mà nghĩ về con gái học múa cột, thì mọi người đang phát triển múa cột theo một hướng đó như là một bộ môn thể thao. Hôm nay hãy đọc và hộp về múa cột nhé. Bắt đầu. Ok. Các bạn ơi, trước khi tập thể dục phải khởi động. Bây giờ mình sẽ bắt đầu là làm quen với lại cái độ xây của cái cột nhé. Mình sẽ làm đây cho cái phần của cột. Chúng sẽ rồi nhớ cảm giác nó sẽ đang như thế này. Hai tay cầm cái cột, rồi lưng thẳng, chính xác, tay cao lên, ngã người về phía trước, nhón chân lên. Đặt cái chân. Đó có phải là yêu hay không? Tại sao lòng tim mình mê dại? Đó có phải tình yêu? Tại sao tìm cách để xây lại? Xoay ngược lại. Phải. Xoay ngược lại. Ai chở? Yeah. Oh.
Nhà anh trồng mít Thái, năm bán được bao nhiêu đâu à? Không có bán được còn luôn. Người sống tâm chỉ còn. Người sống tâm chỉ còn. Đây, lấy đà, mạnh lên. What? Nhỏ thuốc mắt và quên gấp chăn sò, đôi tắt cho nó êm quá chân. Sao đó? Rồi. Quê, xoài đúng không? Rồi, chân thế đẹp. Rồi, xoài. Xoài. Đúng rồi, là phải kéo lên, xếp chân xa. Nhưng mà thực sự các con ơi, thật vui nhỉ, các con hay thử nhỉ. Các con lên cổ một lớp.
Ok các bạn ơi, hôm nay mình đã học về mùa cục. Và thật sự bây giờ là dịch hơi ổn hơn, thì chúng mình sẽ đi ra để ăn và để đi tập thể dục nhiều hơn. Thì các bạn hãy xem vui vẻ và đừng quên subscribe và like nhé. Cảm ơn các bạn, mình là Trung Lạc của những chàng trai Hàn Quốc. Tạm biệt.